Vâng, xin chào toàn thể anh em Võ Lâm 2. Thì hôm nay tiếp tục được sự nhờ giúp của anh em. Thì lại tiếp tục đăng bán cho một số anh em cái vài cái ác bên Vina Game như sau. Thì đầu tiên là một em Minh Giao Bút bên server Chiến Hổ. Chiến Hổ cũng được coi là gần mới. Thì thông tin như sau. Con B6 tính chất là 75, tốc độ xuất chiêu. Về tin tức chuyển sinh chính cấp 93, chân khí 565k, có hiệu nhị sư huynh và ngọc hàng. Về trang bị như sau. Đầu tiên là nó là hào hiệp vô hạ, một set 4 món hào hiệp vô hạ full cộng 13, áo cộng 12, nón một viên đá 6 và hai viên đá 5, tăng tốc độ xuất chiêu. Áo thì full đá 5. Quần thì cũng hai đá 5 luôn, khảm hai đá 5. Ngọc sức mạnh linh đô, có một ngọc xác suất xuất chiêu, ngon rồi. Bút hào hiệp vô hạ, bút hào hiệp vô hạ thì cái này thì cộng 13, bút đá 6 kèm độc sát, 2 đá 5 đi theo đêm, tín vật cấp 5, ngoại trang chuyển sinh 9. Hiện tại thì mình giá bút này cũng chưa có hiệu thiên quyền. Thì về văn sức như sau, một dàn văn sức cấp 3, hoàn mỹ, đi theo vô cụ, sức mạnh gân cốt ở ngoại công này. Và hai ô cuối là vô cụ, rất là ngon rồi. Vâng, đầu tư xét văn sức ở ngoài cũng 8-9 triệu một xét rồi. Xét văn sức cấp 3. Lăng 3 10 thanh, mật tịch 4 phụ lục 10 thanh, 94%. Dòng 1 kim xà 4 chưa mặc khóa. Mạch cấp 4. Trong đây còn rất nhiều lag 9x sức mạnh cho anh em. Đá quý cũng rất là nhiều, vì là ác cũng xe vào mới mà. Trong dương thì có hai món kim xà lăng, một cái giày và một cái áo choàng kim xà lăng. Nói chung là đồ đạc thì 4 món hào hiệp vô hạ, cả vũ khí full 13, full đá luôn, gần full đá, văn sức cấp 3, chuyển sinh 993. Đấy. Và hai món kim xà lăng trong thu khố. Thì ác này, chủ ác ra đi với giá đó là 4 triệu 500 ngàn đồng, và có tặng kèm cho anh em một ác chế nguyên liệu, chế lắc. Vâng, tặng kèm một ác chế lác và một ác đào nhiên liệu để chế lác. Đấy, có hai ác. Vâng, ác thứ hai thì cũng là một cái băng bổng. Ác thứ hai là một phái cái băng bổng bên cũng là xe vào chiến hộ. Thông tin là như sau. Còn bét 5, nội ngoại công sinh lực. Tin tức chuyển sinh 985, công trạng hơn 1 triệu. Tại anh chưa có hiệu. Chưa có hiệu gì. Trang bị thì nó hào hiệp vô hạ, 2 đá 5, 1 đá 6. Quần áo cũng 2 đá 5, 1 đá 6.
quần thì full đá lăng, cả mặt là áo hiệp thường. Bóng 9 cuộc cộng 10, phun đá 4, tín vật 6, ngoại trang chuyển sinh 9. Về văn sức thì một dàn văn sức cấp 1 nhưng mà hoàn mỹ tất. Đầu tiên là ô thứ nhất, linh hoạt thân pháp của ngoại công. Ô thứ hai, linh hoạt thân pháp ở ngoại công giao dịch được. Thứ ba cũng như vậy. Thứ tư thì là thân pháp ở biến phố cụ, phố cụ 50. Thứ năm hoàn mỹ tất. Mật tịch thì 4 phụ lục chiến thành. Dòng 190%, dòng 395. Kim xà 4. Có một món kim xà 5. Vâng, thì ở trên là bài báo. Còn quân công vinh dự này, cho anh em cái công trạng này, ba thiên câu lệnh này, và còn 20 cái thiên thần sinh thành để cho anh em được đồ. Kèm cả 20 thiên thạch tinh thạch ở trên là bài báo luôn. Trong đây còn rất là nhiều tiêu chân cho anh em ngồi luyện mật tịch. Một giường vụ trang bị chiến cuồng. Vâng, trong đây thì cũng còn hai ô văn sức ở cấp 1 để hoàn mỹ tất và giao dịch được. Vâng, thì tóm gọn lại thì các bài có những cái như sau. Ba món hào hiệp vô hạ, hai cặp ngọc hào hiệp thường, một món kim xà lăng, một dàn văn sức cấp 1 hoàn mỹ, và hai ô cuối là điểm vô cụ và đều giao dịch được. Trên bài bán thì đi kèm với ác luôn là 20 cái cục cộng 8. 20 cục cộng 8. Nói chung là cục cộng 8 là rất là đắt, bởi vì anh em mà mua 100 cục cộng 8 trên thị trường cũng là mất 1 triệu rồi, 900.000 đến 1 triệu rồi. Rồi 20 cục cũng tính ra là khoảng 200k. Vâng, thì anh em là mua một trong hai app trên thì có thể liên hệ qua Facebook của số điện thoại của mình. Ngoài ra thì còn một vài cái ác phụ sau sẽ giới thiệu cho anh em để anh em đi tăng kiếm. Vâng, thì mình xin giới thiệu cho anh em một vài cái ác gọi là thông tin trắng hết, và gọi là ác côn lôn, để cho anh em một là mua về chơi giải trí, và thứ hai là có thể là để làm tem đi tăng kiếm. Thì đây cũng là của một anh em nhờ thôi. Thì bao gồm có 6 ác sau, và đồ đạc thì nó giống hệt nhau nhưng mà nó chỉ khác là khác phái thôi. Và thì gồm có 6 phái, đó là Thúy Yên Vũ Tiên, Nga Mi Đàn, Cổ Sư, Thiếu Lâm Trượng. À vâng, xin lỗi anh em, là chỉ còn có 5 phái thôi. Thúy Yên Vũ Tiên, Nga Mi Đàn, Cổ Sư, Hiệp Độc và Thiếu Lâm Trượng. Thì năm phái này thì đồ đạc nó giống nhau hết sạch, cho nên là chỉ giới thiệu cho anh em một phái thôi, và sau đó là các cái phái kia tương tự. Anh em mua về có thể là BK và làm dàn trên cũng được, nó rất là rẻ thôi. Đấy. Tin tức đây, chuyển sinh 892. Đấy, các ác đây chuyển sinh 892, 93 hết, chân khí 450k. Trang bị thì 3 món hào hiệp vô hạ, và cả đều kim đá 5, kim xà 4. Đây có ngôi sao may mắn này.
Vâng, thì nói chung là mỗi act này đều có 3 món hào hiệp vô hạn. Và cái đặc biệt thì đó là rất là nhiều đá quý cho anh em. Số lượng lớn đá quý anh em mà có thể nói là khá thoải mái. Đá 1 ở hơn 100 viên, đá 2 22 viên. Thoải mái cho anh em mà ghép lên cả đá 6 luôn. Vâng, thì nói chung là mỗi act này đều là thông tin trắng và đều có giá chỉ tầm khoảng 400 đến 500 ta thôi. Đấy. Anh em có thể mua về chơi cho nó vui thôi. Đấy, 5 phái, Thủy Yên Vũ Tiên, Nga Mi Đà, Cổ Sư Hiệp Độc Thiếm Trượng. Và đều đã được thông tin trắng. Vâng, cảm ơn anh em đã xem clip. Nếu anh em nào yêu thích trong một trong số các A trên thì liên hệ ngay cho Hình để có thể mua về quay thỏ. Xin chào và hẹn gặp lại.